kỳ và thế kỷ thứ 11 rất là nhà mình, đó là cái ông William chính phải. Người ta cũng có gọi ông ấy là William con hoang, William the Bastard, vì ông ấy là một cái người con giống như mình gọi là ngoại giá thú, không được cha mẹ không được đăng ký kết hôn. Quê gốc ở đâu? Quê gốc ông ở dưới Cần Thơ, không phải sao? Quê gốc của ông ở Normandy á, cái vùng Normandy ngày nay là một phần của nước Pháp. Cái ông này đã như vậy trong quá khứ, trong cái thời điểm mà ông sinh sống thì lúc còn nhỏ ông có, mình nói giống như cái ngôn ngữ bây giờ là chơi chung rồi có cái mối quan hệ bà con anh em cưới kết hôn á, thì lúc đó là Edward kẻ xưng tội thì là luôn cũng là nói chung là bạn bè bạn thân, nói chung có cái mối quan hệ với William the Bastard, William kẻ chinh phạt. Thì ông ấy nói với William rằng là sau khi mà nếu mà ông ấy ngồi trên cái ngai vàng của nước Anh, mà sau khi ông ấy qua đời thì ông sẽ để lại cái ngai vàng cho William. Nhưng đến khi mà ông ấy đã là vua và nằm trên giường bệnh thì ông lại không giữ cái lời hứa, mà ông trao cái ngai vàng đó cho một cái nhà quý tộc tiếng tăm của Vương quốc Anh là Harold Godwinson. Thì sau khi mà đăng quang thì cái thông tin về cái việc mà Edward xưng tội đó không có giữ, gọi là Edward the Confessor đó, kẻ xưng tội không giữ đúng lời hứa, cho đó ông đã kéo quân đến chinh phạt vào mùa đông năm 1066. Thì lực lượng của ông, quân đội của ông thì không thể nào tấn công với lực lượng quân đội Anh lúc bấy giờ. Nhưng mà ông ấy thuê những lực lượng quân đội ở châu Âu, lúc đó có nhiều quốc gia xung quanh đó lắm, và ông ấy thỏa thuận là nếu mà xâm chiếm được nước Anh thì ông sẽ chia của cải và đất đai cho họ. Và ông đã kéo quân đến đây, nhưng mà đồng thời lúc đó có cái bất lợi cho Harrod là Harrod ở phía bắc, tức là lực lượng quân đội ở dưới phía bắc từ vùng Scandinavia cũng kéo quân đến, rằng họ cũng nhận họ là mới là xứng đáng để thừa kế cái ngai vàng. Do đó họ đã tấn công từ phía bắc vào, và nó mới nổ ra cái trận Stamford Bridge, là trận cầu Stamford Bridge ở phương bắc. Thì ông Harrod thì ông ấy kéo quân đến phương bắc, mà thì khi ông quay trở về, ông đánh thắng cái trận đó, ông quay trở về thì phía đông nam thì ông đã đối mặt với quân đội của William, và cái trận chiến mà trên cái vùng đất liền, cái vùng đất ở trong cái ngôi làng, cái thị trấn nó gọi là Hastings, và đã xảy ra cái cuộc chiến giữa hai cái lực lượng quân đội của Normandy và Harrod, lãnh đạo bởi Harrod Godwinson luôn. Thì các nhà sử học mô tả thì ông ấy bị tức là cái đội quân bên kia là gọi là đội quân sườn sắt á, họ bố trí và họ áp sát, và Harrod bị trúng tên vào một bên mắt trái và một vài mũi tên nữa, và coi như là vua và tướng chết thì coi như là xong. Cuối cùng thì đó, thất bại, và William I đã chính thức xâm lược nước Anh và là đã chiến thắng và ngồi trên ngai vàng cai trị và mang cái bộ máy phong kiến của Âu Châu qua nước Anh. Ông này thì ông rất là tàn ác. Trong sử sách có mô tả ông ấy là một người đa nghi lắm. Có nghĩa là lúc mà ông sống ở phía bên kia thì nhà đàn ngoại, khi mà cha ông chết thì nói rằng là sau này những người tướng lãnh dưới quyền ông ấy thì hãy bảo vệ cho con trai của ông ấy, và con trai của ông sẽ là kế thừa cái công tước của vùng này.